Ngày mai 19 tháng 2, tức là ngày mùng 10 tháng Giêng, mới chính thức khai hội chùa Yên Tử. Tuy nhiên, do hôm nay là ngày cuối tuần, thời tiết lại thuận lợi, nên hàng ngàn du khách đã đổ về khu vực chùa Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh để làm lễ Phật và vãn cảnh đầu năm. Dù mùng 10 tháng Giêng mới chính thức khai hội Yên Tử, nhưng hôm nay gia đình ông Thanh đã đến sớm hơn một ngày để vừa cầu an đầu năm mới, vừa vãn cảnh du xuân. Ở đây thì cái thứ nhất là mong muốn là nó thanh thản cái tâm linh. Cái thứ hai nữa là cũng đi lên thăm các cái chỗ di tích của những cái quốc gia để lại, để cho nó có thể là mỗi năm mỗi thay đổi. Không khí của nó cũng rất là chan hòa của cả mọi người. Tôi thì tôi muốn đến Yên Tử, nói chung là đầu năm thì được thư giãn, ngắm cảnh và được coi như là đi được rất là đi chùa để về một cái tâm linh về đầu năm rất là mãn nguyện. Có mình là phải gần chục năm nay rồi mới quay lại được Yên Tử thì thấy là đã có rất nhiều sự thay đổi, thấy là khang trang và sạch đẹp hơn rất là nhiều. Và mình đi cũng rất nhiều nơi rồi nhưng mà mình thấy ở Yên Tử vẫn giữ được những cái nét cổ kính rất là đẹp, nơi rất nhiều người muốn đến. Tại vì là đầu năm thì là để có thể tích được, để lấy được may mắn và tài lộc cho năm mới, ý nghĩa là đi chùa để tích đức cho năm nay. Đó. Theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2 năm 2024, Yên Tử đã đón trên 15 vạn khách đến tham quan vãn cảnh. Để đảm bảo cho người dân du khách hành hương về Yên Tử thuận lợi, an toàn, các cơ quan chức năng địa phương đã xây dựng phương án phân luồng giao thông, chống ùn tắc ở các vị trí trọng điểm, các bãi gửi xe. Mỗi năm vào ngày khai hội mùng 10 tháng Giêng âm lịch ấy, luôn có những ngày lượng du khách về dự lễ hội rất là đông, để đảm bảo cho du khách khi về tham quan lễ hội được trang trọng, thuận lợi, thì Ban Quản lý Yên Tử đã phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan ban ngành của thành phố Bí, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm cơ bản đã chuẩn bị chu đáo tất cả các nội dung về phần lễ, phần hội. Ngoài ra, tổ chức lực lượng phân luồng giao thông cho các khu vực trong khu di tích khi đã có các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng đảm bảo cho du khách. Điểm mới của lễ hội năm nay cơ bản là giống như mọi năm, là tổ chức về phần lễ và phần hội. Lễ hội Yên Tử bắt đầu từ ngày 9 tháng Giêng và kéo dài hết tháng 3 mùa xuân hàng năm. Sau phần nghi lễ long trọng của lễ hội tổ chức dưới chân núi Yên Tử là cuộc hành hương của hàng vạn người đến với chùa Đồng ở trên đỉnh núi.